Sân vận động Hà Giang nằm trong khu liên hợp thể thao và văn hóa tỉnh Hà Giang giai đoạn 1, được triển khai thi công xây dựng từ tháng 1 năm 2021 tại xã Phương Độ, thành phố Hà Giang. Với tổng kinh phí khoảng 235 tỷ đồng, sân vận động dự kiến hoàn thành giai đoạn 1 vào tháng 6 năm 2024. Với sức chứa khoảng 10.000 khán giả. Dự án xây dựng sân vận động tỉnh Bắc Cạn và các hạng mục phụ trợ với tổng mức đầu tư 252 tỷ đồng do Ủy ban Nhân dân thành phố Bắc Cạn làm chủ đầu tư đã bắt đầu được triển khai thi công. Nằm tại phường Nguyễn Thị Minh Khai, sân vận động mới này sẽ có sức chứa 8.000 khán giả sau khi hoàn thành. Sân vận động mới tỉnh Thái Nguyên nằm tại xã Phúc Chiều, thành phố Thái Nguyên, được khởi công xây dựng từ tháng 10 năm 2022. Với kinh phí dự kiến 535 tỷ đồng, sân vận động 22.000 chỗ này dự kiến hoàn thành vào tháng 10 năm 2024. Nhiều hoạt động văn hóa thể thao của tỉnh Vĩnh Phúc trong thời gian tới dự kiến diễn ra ở sân vận động thành phố Vĩnh Yên đang được xây dựng. Sân vận động mới sẽ có sức chứa 7.000 khán giả sau khi hoàn thành. Sân vận động tỉnh Trà Vinh đang được xây dựng tại phường 9, thành phố Trà Vinh. Khởi công xây dựng từ tháng 12 năm 2022 và dự kiến hoàn thành vào tháng 9 năm 2024. Sức chứa của sân vận động này là 5.000 khán giả. Sân vận động tỉnh Bạc Liêu đang được xây dựng ở phường 2, thành phố Bạc Liêu. Khởi công xây dựng từ tháng 11 năm 2021 và dự kiến hoàn thành vào tháng 9 năm 2024 với kinh phí 360 tỷ đồng. Sức chứa của sân vận động này là 8.000 khán giả. Sân vận động huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa. Sân vận động thị xã Việt Yên, tỉnh Bắc Giang. Sân vận động thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương.